Lộc vàng gõ cửa, bốn con giáp khổ trước sướng sau, tha hồ hưởng phúc, càng già càng sướng. Quý vị thân mến, trong cuộc đời, nhiều người cho rằng giàu sang hay nghèo khó là định sẵn, không hay biết rằng tính cách, tư duy và hành động mới đóng vai trò quyết định đến khả năng làm giàu. Dưới đây là đặc điểm của những người khổ trước sướng sau, có khả năng tạo ra thành công tài chính, vượt qua khó khăn để đạt được sự thịnh vượng. Nhưng ngọt ngào sẽ đến sau bao đắng cay, giúp những con giáp khổ trước sướng sau sau đây có thể nở nụ cười tự tin, tự hào về những nỗ lực của mình. Sự nghiệp thành đạt, tiền tài bất ngờ un kéo về, tha hồ hưởng phước, càng già càng giàu, thêm tuổi thêm tiền. Bạn có thuộc con số may mắn đó không? Hãy cùng chương trình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là người tuổi Thân. Người tuổi Khỉ đa phần thông minh đỉnh cao, phản ứng nhanh nhạy, mạnh mẽ và kiên cường khi còn trẻ. Họ thiếu ý chí phấn đấu và không mưu cầu tiền bạc, nên an phận thủ thường, sống đời đạm bạc, thanh bần. Đúng như câu nói, có công mài sắt, có ngày nên kim. Họ thành công ở độ tuổi trung niên, tuy là muộn màng nhưng lại rất đậm đà tiền tài và danh vọng. Mọi thứ họ có được khi ấy rất bền chặt, vững chắc và hoàn toàn trong sạch. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất cứ đâu. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị, mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Tuổi Thân truyền cảm hứng sức sống dồi dào và mãnh liệt cho những người thân xung quanh. Khi đối diện với khó khăn, thử thách, tuổi Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm. Ở tuổi Thân, họ có thể thành công trên nhiều lĩnh vực bởi từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Thân thật hoàn hảo và thông minh. Tuổi Thân sinh vào các tháng 2, 4, 7, 8 là những người gặp được may mắn, có cuộc sống giàu sang sung túc hơn. Người sinh vào tháng 2, công việc chính gặp nhiều khó khăn, nhưng nghề tay trái lại thuận lợi. Do đó cuộc sống ổn định và đầy đủ. Càng về già, càng có nhiều tài lộc được hưởng. Cuộc sống sung sướng và hạnh phúc. Sinh vào tháng 4, ban đầu cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu cố gắng kiên trì, sẽ vượt qua được thử thách. Càng về sau, càng có cuộc sống sung sướng đầy đủ, không lo thiếu thốn. Sinh vào tháng 8, cần đề phòng những biến cố xấu về sức khỏe, là người sống giàu tình cảm, có đường tình duyên may mắn và thuận lợi. Do đó gia đình hòa thuận và vợ chồng thủy chung, son sắt, được hưởng nhiều tài lộc. Nếu cố gắng, sẽ sớm xây dựng được sự nghiệp thành công và vững chắc. Trong các tuổi Thân, đặc biệt là tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 là tuổi điển hình nhất, có cuộc sống giàu sang sung sướng khi về hậu vận. Khỉ ăn quả thuộc mệnh thổ trong ngũ hành, với con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích vấn đề chính xác, nhạy bén. Người tuổi Mậu Thân có thể dễ dàng đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực. Cuộc sống cũng phản ánh tấm lòng lương thiện, nhân hậu mà họ gặp được nhiều may mắn. Mỗi lúc khó khăn đều có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Tuổi Thân sinh ra thông minh mưu trí, nhưng cuộc đời thanh thiếu quá bằng phẳng, không có không gian để phô diễn tài năng. Vì thế mà thường phải qua nhiều đường dòng mới tới được đỉnh thành công. Tầm trung tuổi không còn phải lo ăn lo mặc, tiền tài phú quý đầy nhà. Thứ hai là tuổi Thìn. Những người cầm tinh con rồng rất dũng cảm và thích phiêu lưu khi còn trẻ. Tuy nhiên họ vẫn chú trọng đến tình cảm gia đình và sức khỏe bản thân. Người tuổi Thìn rất coi trọng thân thể. Vì vậy một cơ thể khỏe mạnh trong những năm tháng cuối đời chính là sự đảm bảo để họ yên tâm tận hưởng cuộc sống. Đối với những người tuổi Thìn, sự quan tâm và hiếu thảo với gia đình cũng không kém phần quan trọng. Họ sẽ đặt gia đình và người thân lên hàng đầu, hết lòng vì những người thân yêu. Trong cuộc sống,
người tuổi Thìn thường gặp phải trắc trở, có nhiều bước ngoặt, đặc biệt là những năm tháng tuổi trẻ. Sự nghiệp của họ phát triển không mấy suôn sẻ. Dù họ là người rất có tài, nhưng thường không được trọng dụng hoặc bị cướp công, khiến họ cảm thấy phẫn uất, không biết chia sẻ cùng ai. Nhưng khi đến tuổi trung niên, vận số của họ như đảo ngược lại. Lúc này mọi việc đều thuận lợi, tiền bạc dư giả, con cháu hiếu thảo. Người cầm tinh con rồng phải khổ trước sướng sau. Trước càng đắng cay thì sau càng ngọt bùi. Thứ ba là tuổi Sửu. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, người tuổi Sửu thường cần mẫn, chăm chỉ làm việc, rất trách nhiệm và chịu khó. Họ có bản tính hiền lành, lòng lương thiện, tính tình hòa nhã, làm việc không mưu cầu được báo đáp, nên tích được phúc đức dài lâu cho bản thân và gia đình con cái. Nhược điểm của họ là khi còn trẻ, sức bật chưa đủ mạnh và không biết cách xây dựng mạng lưới quan hệ xã hội, hay phạm phải những sai lầm chí mạng, cần mất thời gian dài để cải sửa. Càng lớn tuổi, họ càng học hỏi được nhiều từ trường đời và cuộc sống, trở nên bản lĩnh và chín chắn hơn rất nhiều. Khi bước vào tuổi 40, nhờ được cát tinh, thần hợp và chính ấn soi chiếu, họ bắt đầu có bước chuyển mình mạnh mẽ, phát triển vượt bậc. May mắn được quý nhân giúp đỡ thì chỉ cần dựa vào năng lực bản thân, họ cũng sẽ sớm giành được những chức vụ đáng trọng ở nơi làm việc và thăng tiến. Tuổi Sửu tượng trưng cho thành công, sau khi trải qua bao gian khổ, nỗ lực mới đạt được. Đây là những người làm việc không biết mệt. Người sinh năm này đáng tin cậy, điềm tĩnh, có nguyên tắc quy củ. Là một người làm việc cẩn thận và tích cực, không biết mệt mỏi, rất nguyên tắc. Nhưng nếu muốn thay đổi quan điểm của họ thì rất khó, vì họ cố chấp và đôi khi còn thiên vị. Người tuổi Sửu cần cù, nỗ lực vượt bậc mới gặt hái được thành công. Con vật khỏe mạnh này sinh ra đã là bậc lãnh đạo đáng tin cậy và có khả năng tự nhiên làm ra những việc lớn. Tuổi Trâu thường lề mề và nguyên tắc, nhưng theo quy luật từng bước một và không hề mất hướng. Người tuổi Sửu rất bảo thủ, khó chấp nhận ý kiến của người khác. Họ là những người trong kinh doanh dựa vào logic, dựa vào trí tuệ, làm việc gì thì làm đến cùng. Chính vì vậy, khi giải quyết công việc, họ chủ yếu dựa vào lý trí, ít khi dựa vào tình cảm. Do vậy họ có chút cực đoan, nhưng thẳng thắn và liêm khiết. Tuy nên lưu ý thận trọng, không nên quá tự tin khiến cho mình mù quáng. Người cầm tinh con trâu đi theo con đường chính tắc, có trình tự, không thích đi đường tắt trong làm ăn, rất rõ ràng và dứt khoát. Họ thích sự tôn nghiêm và đức hạnh, khuôn mẫu, tôn trọng những điều đã giao ước ký kết. Họ là nhóm người rất tự trọng và bản thân luôn tự lực cánh sinh, không muốn làm phiền người khác. Tuổi Sửu sinh vào các tháng 3, 6, 7, 8, 10 là những người sẽ có cuộc sống giàu sang sung túc. Những người tuổi Sửu thông minh, tài trí hơn người, tuy nhiên thiếu sự cơ thể lợi. Bởi vậy thành công với họ thường đến muộn. Tuổi Sửu sinh vào tháng 3, con người tự do phóng khoáng, thích bay nhảy và làm những điều mình muốn. Những người này thường có xu hướng kết hôn muộn. Nhờ vào sự thông minh, mưu trí, tuổi Sửu dễ dàng xây dựng được sự nghiệp vững chắc ngay từ khi còn trẻ. Tuổi Sửu sinh vào tháng 5, ngay từ khi còn nhỏ đã ham học hỏi, biết hợp bạn bè cùng trang lứa. Càng trưởng thành, càng năng nổ, nhiệt tình, tốt bụng. Gặp khó khăn là có quý nhân phù trợ giúp đỡ cả đời. Sống trong an nhàn, sung sướng, không lo. Tuổi Sửu sinh vào tháng 8, gặp được nhiều may mắn thuận lợi trong cuộc sống. Sớm có công việc ổn định, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Vợ chồng một lòng chung thủy, yêu thương nhau. Về già có của cải tài lộc để lại cho con cháu. Tuổi Sửu sinh vào tháng 8, tự thân lập nghiệp, đi lên từ hai bàn tay trắng, sớm muộn cũng đạt được thành công. Cuộc đời tuy phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng được hưởng phúc lộc. Càng về già, cuộc sống càng ổn định, sung sướng, gia đình hòa thuận, vợ chồng yêu thương, cùng nhau chia sẻ, vượt qua khó khăn. Tuổi Sửu sinh vào tháng 10,
Ban đầu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn và khó khăn, nhưng nhờ sự thông minh và quyết tâm mà xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Càng về sau, cuộc sống càng đầy đủ tiện nghi. Trong các tuổi Sửu, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 là tuổi may mắn, thuộc top những tuổi càng già càng giàu. Đặc biệt vào thời kỳ hậu vận, khéo léo trong giao tiếp, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ trong xã hội và được mọi người yêu quý. Họ có lập trường riêng của bản thân, nhưng không hề bảo thủ. Ngược lại, những người này sẵn sàng tiếp thu, học hỏi những kinh nghiệm, kiến thức của người khác. Họ nhìn cuộc sống bằng con mắt hiện thực, biết những điều mình nên làm để đạt được thành công. Những người tuổi Sửu có tài ứng xử, có tài lãnh đạo, tổ chức, quản lý người khác. Họ có lập trường chắc chắn, vững vàng, lòng quyết tâm cao. Chừng nào chưa đạt được mục đích, tuổi Sửu sẽ không dừng lại. Người tuổi Sửu rất thật thà, trung thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân trong cuộc sống. Người này có tinh thần tự lập cao, tuyệt đối không dựa vào người khác để thành công. Họ đạt được mọi điều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Tuổi Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể. Họ không bao giờ vì lợi ích cá nhân mà quay lưng và mang lại khó khăn cho người khác. Dù gặp phải khó khăn và nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi. Ngược lại luôn điềm tĩnh, dũng cảm, vượt qua thử thách trong công việc. Khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng, chắc chắn, ít khi mắc sai lầm. Vì vậy luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên tuổi Sửu lưu ý phải thận trọng, không nên quá tự tin, khiến cho mình mù quáng. Thứ tư là người tuổi Dần. Những người tuổi Dần sinh ra đã có mệnh phú quý, nhưng mọi thứ sẽ không đến một cách dễ dàng. Họ thường phải trải qua thời trẻ, gặp nhiều khó khăn làm lũ. Bản tính chủ động nắm bắt công việc, có sự nhiệt huyết và năng lượng vô cùng vô tận, khiến họ đôi lúc trở nên độc đoán. Nhưng con giáp này cũng có tính nhẫn nại, khả năng chịu đựng cao và dám đương đầu với những điều mới mẻ. Mặc dù bị vấp ngã không ít lần, nhưng điều này vẫn không làm chùn chân tuổi Dần. Họ luôn tích cực và lạc quan bước về phía trước, nên vượt qua khó khăn chỉ là chuyện một sớm một chiều. Trong mắt con giáp này, bất cứ cơ hội nào, dù lớn dù nhỏ, đều được trân trọng. Họ làm gì cũng nỗ lực hết mình, chăm chỉ từng giây từng phút. Con giáp này xác định mục tiêu phấn đấu ngay từ đầu và kiên trì theo đuổi, nên việc tạo dựng sự nghiệp cũng diễn ra suôn sẻ. Nhờ vậy càng lớn tuổi, họ càng có giá trị phát triển. Sau tuổi 40, người tuổi Dần được quý nhân hỗ trợ, đón nhiều bước ngoặt lớn trong đời, nên có tiềm năng phát tài rộng mở, gặt hái được vô số thành công. Dù vậy, con giáp này cần lưu ý, chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, dành thời gian tập thể thao. Chỉ khi xây dựng được nền tảng thể chất vững vàng, họ mới có thể bung sức cho sự nghiệp. Đừng để cơ thể rệu rã, bệnh tật quấn thân, khiến bao năng lượng tích cực đổ sông đổ bể. Thứ năm là người tuổi Mùi. Người tuổi Mùi thường rất kiên trì, cùng với sự chăm chỉ và siêng năng, hết lòng với mọi công việc. Do đó, họ có thể sẽ cảm thấy quãng thời gian đầu đời khá vất vả, việc gì cũng đến tay, thời gian không đủ mà nghỉ ngơi hay vui chơi. Tuy nhiên, chỉ cần họ không ngừng nỗ lực, không bỏ cuộc, thì cuộc sống hậu vận thăng hoa hơn rất nhiều người. Sự chăm chỉ cầu tiến giúp họ phát triển thêm mỗi ngày, tích lũy cho mình năng lực và các mối quan hệ trong xã hội. Trong cuộc sống, tuổi Mùi cũng là người giỏi giao tiếp, dễ dàng gặp được nhiều quý nhân. Tính cách thật thà, siêng năng của họ cũng khiến người khác có thiện cảm, muốn giúp đỡ họ hơn trong sự nghiệp. May mắn đến liên tục và đương nhiên tiền bạc không thiếu sẽ giúp hậu vận của con giáp này ngày một thênh thang, cơ hội kiếm tiền ngày càng nhiều lên. Thông thường sau 40 tuổi, những người tuổi Mùi đã đến độ chín nhất định, sẽ bắt đầu có những quyết định khôn ngoan, giúp họ dùng dình tiền bạc, tuổi già sống an nhàn,
tự do, tự tại. Thứ sáu là người tuổi Ngọ. Cẩm tinh những chú ngựa nên người tuổi Ngọ thường yêu thích cuộc sống tự do, có tính cách năng động, nhiệt tình. Họ luôn đam mê khám phá những điều mới mẻ và năng nổ trong việc làm quen, kết giao thêm bạn mới. Một nét nổi bật khác của người tuổi Ngọ là giỏi giao tiếp, óc thẩm mỹ cao và ưa thích vận động. Họ thường được nhiều người quý mến và kính trọng. Những nguồn tài nguyên cũng dần dần được tích lũy theo thời gian. Trong công việc, người tuổi Ngọ thể hiện sự đa tài, biết làm ra tiền, đồng thời cũng ưa thích việc gì có tính chất năng động, được đi đây đi đó. Họ không quá phù hợp với những quy tắc cứng nhắc, nên thời gian đầu khá khó để tìm được môi trường thực sự phù hợp với bản thân. Bên cạnh đó, tuổi trẻ còn khiến con giáp này đôi khi chưa kiểm soát được một số nhược điểm của mình, điển hình là dễ thay đổi, hào hứng nhất thời, dễ theo đuổi những niềm vui xa vời mà bỏ lỡ cơ hội vận may. Đôi khi họ thiếu kiên nhẫn, nóng nảy, ít lắng nghe người khác nên khó hòa đồng vào tập thể, từ đó không đạt được hiệu quả của làm việc nhóm. Tuy nhiên sau này, thời gian giúp cho con giáp này được mài giũa kỹ càng. Họ có đủ năng lực để đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau. Và khi tìm được vũ đài thích hợp, họ sẽ lập tức tỏa sáng, đạt năng suất lao động cao. Bản tính thích sự độc lập, tự chủ, nên họ cũng dũng cảm đương đầu với thử thách để đạt được thành công. Họ rất nhạy bén để biết điều gì là cần làm ngay trước mắt. Quý vị thân mến, con cái là tài sản quý giá và thân thiết nhất đối với bố mẹ. Bố mẹ sinh con ra, chăm con lớn khôn và trưởng thành. Dù rất buồn, nhưng ai trong chúng ta cũng phải chấp nhận một điều rằng, đến một thời điểm nhất định, những đứa trẻ sẽ lớn lên và rời xa vòng tay của cha mẹ. Các con sẽ có công việc và cuộc sống riêng. Chúng sẽ có những bí mật riêng, sẽ yêu đương và có một gia đình riêng. Chứng kiến hành trình trưởng thành ấy chính là một trong những thành tựu lớn trong lòng cha mẹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể mỉm cười hạnh phúc tuổi già khi chứng kiến con cái nên người. Một số không tránh khỏi cảm giác buồn thương, hối hận. Tất cả đều xuất phát từ hai thói quen của con cái khi đã bước qua tuổi 30. Người ta thường nói, tam thập nhi lập, tứ thập bất hoặc, ngũ thập chi thiên mệnh. Đàn ông tuổi 30 thì làm nên sự nghiệp, tuổi 40 thì thông tỏ sự đời, trên tuổi 50 thì hiểu được cả mệnh trời. Có thể thấy, tuổi 30 chính là một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Sau khi đi qua bước ngoặt này, người ta không còn có thể bướng bỉnh và liều lĩnh như những năm đôi 10 nữa. Bởi ở tuổi 30, mỗi người đều nên trưởng thành, học cách chịu trách nhiệm với cuộc sống riêng của mình. Có như vậy, cha mẹ già mới có thể dần yên lòng. Bởi vậy, nỗi đau buồn lớn nhất của một gia đình không phải là nghèo nàn túng thiếu, mà là con cái đã 30 tuổi mà vẫn làm hai việc này. Thứ nhất, sống không có mục đích, không có chí hướng. Khi bước sang tuổi 30, nhiều người vẫn sống trong hoang mang, không biết mình muốn gì, không có mục tiêu trong cuộc sống. Họ chỉ sống qua ngày, qua tháng, hết ăn lại nằm. Có người đi làm, có người thậm chí còn không buồn tìm kiếm công việc, mà chỉ ăn bám cha mẹ. Dù đã đến tuổi tự lập, nhưng họ mặc nhiên ngửa tay xin tiền cha mẹ, không buồn suy nghĩ cách tự nuôi sống bản thân, chứ chưa nói đến việc phụng dưỡng tuổi già. Những người như vậy chỉ trưởng thành về thân xác, chứ tâm trí vẫn coi mình như trẻ con. Nếu không thay đổi ngay lập tức, họ sớm muộn gì cũng sẽ bị xã hội đào thải. Và xung quanh chúng ta có rất nhiều người như họ, ngày ngày nhàn rỗi, không biết mình muốn gì, cũng không có mục tiêu hay định hướng tương lai. Sau này dù có được hưởng thừa kế bao nhiêu tiền, họ cũng sẽ tiêu hết mà không có khả năng kiếm lại. Việc có quá nhiều tiền chỉ khiến tính chây ì, lười biếng và phụ thuộc của họ ngày một nghiêm trọng hơn,
mất hẳn động lực để phát triển bản thân. Thứ hai, gia đình bất hòa, đặt lợi ích lên trên tình thân. Điều này xảy ra ở nhiều gia đình, trở thành nỗi buồn tuổi già của nhiều bậc cha mẹ. Vì lợi ích, tranh chấp gia sản, anh chị em ruột thịt trong nhà sẵn sàng tranh cãi, đấu tố nhau. Nhiều người từ mặt nhau cả đời. Cũng không ít vụ việc thương tâm hơn xảy ra. Có một gia đình có 5 anh chị em. Bố mất sớm, nên con trưởng và con thứ sống ở quê cùng nuôi mẹ già. 3 anh chị em còn lại đều lên thành phố lập nghiệp. Hiếm hoi mới về thăm quê một lần. Do đó, họ ít khi dành thời gian vun đắp tình cảm với mẹ. Dù vậy, người mẹ vẫn thương các con như nhau, nên có ý chia đều cho cả 5 anh chị em. Điều này vô tình khiến gia đình con cả và con thứ cảm thấy bất công. Họ cho rằng mình dành nhiều tâm huyết và công sức chăm lo cho mẹ. Bao việc thờ cúng trong dòng họ cũng nhờ họ đảm nhận, đáng lẽ phải được hưởng phần hơn. 3 người kia không quan tâm, không chăm sóc, cũng không lo liệu bất cứ việc gì mà được chia gia tài y như họ là không công bằng. Từ đó, cả gia đình tranh chấp liên tục. Người thì có lý, người thì có tình, không ai nhường ai. Tình cảm mẹ con hay anh chị em đều rạn nứt. Trường hợp này khó có thể phân định ai đúng ai sai. Chung quy lại, tất cả trở thành nỗi buồn ghim vào trái tim người mẹ già. Quý vị thân mến, tuổi 30 không dễ đương đầu. Khó khăn trong cuộc sống, áp lực sự nghiệp đều là những gánh nặng mà mỗi người phải vượt qua. Ở giai đoạn này, số ít người có thể đạt đến thành công. Một bộ phận nhỏ khác có thể áo cơm không lo. Còn lại đa số vẫn đang tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để phát triển bản thân. Dù con cái thành tài hay thất bại, cha mẹ đều dành tình cảm chân thật nhất để dõi theo và đồng hành theo từng bước đường của họ. Điều họ mong cầu không phải con cái có thể giàu có, đổi đời, mà hơn cả là sự trưởng thành về mặt tâm tính, hiểu rõ những điều sau. Thứ nhất, tuổi 30 nên biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Đứng trước khó khăn, phải học cách ngày một trưởng thành và vững vàng hơn. Thứ hai, người ở tuổi 30 nên biết năng lực của mình đến đâu, vị trí của mình ở đâu, phải suy nghĩ rõ ràng về việc mình nên làm.